con sông hiền hòa dịu dàng an ủi lòng ta. Ơi con sông thiết tha chứa tràn chung tình sâu nặng, sông vỗ về đôi bờ thì thầm ngày tháng khôn nguôi. Sông hiến mình tất cả, đời sống không hề tiếc vời đây. Trăm lần 10 năm. Nếu hỏi cả cộng đồng sức khỏe có cần không, ta sẽ đồng thanh nói cần chứ sao lại không. Hỏi ai cần cô Phú, nhà ngoại cảm sông Công, ta sẽ đồng thanh hét là tất cả cộng đồng.
chỉ một nơi duy nhất, ta nằm trên chiếu hoa, thu âm dương trời đất, qua chân đạp tay xoa. Chữa bệnh không dùng thuốc, không bằng cấp y khoa, mà 10 năm liên tục bệnh nhân cứ đầy nhà. Những căn bệnh nan y, cả đông y tây y đều bó tay xin chịu. Trời đất ơi, làm gì? Trời đất sẽ thầm thì, ta cần đến thần y. Sông Công có cô phú, xoa cho bệnh tan đi. Nếu hỏi ngàn người bệnh cần bao nhiêu 10 năm, ta sẽ đồng thanh hét là cần đến 100. Chúng ta cần cô phú 100 lần 10 năm.